Hôm trước thì chúng ta đã trao đổi với nhau về phần menu effect 3D và chúng ta làm việc với Revol. Và trong cả cái phần 3D đó, hoặc là Xtrue hoặc là Revol, thì chúng ta đều có làm việc với lại phần map art, tức là chúng ta đưa cái symbol vào để chúng ta xử lý nó như là một phần của cái họa tiết trang trí khi mà chúng ta ép nó vào cái bề mặt của khối 3D. Tuy nhiên thì cái việc mà lấy ra để sử dụng cũng như là chúng ta tạo ra một cái symbol thì cũng đã được giới thiệu ít nhiều. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ làm việc sâu hơn một chút về cái vấn đề symbol đó. Thế thì để làm việc với symbol thì chúng ta sẽ mở ở bên phía tay phải để chúng ta lấy cái bảng symbol ra. Cái bảng này là bảng chính, và như các bạn thấy là bất kể lúc nào mà chúng ta mới mở ở cái bảng này ra thì nó cũng sẽ cung cấp cho chúng ta được khoảng 6 cái symbol gốc mẫu như thế này, mỗi thứ là một loại nào đó, và cái số lượng như thế này thì nó rất là ít. Symbol thì thực ra về bản chất nó là một cái dạng tài liệu khuôn mẫu cho sẵn ở trong môi trường Illustrator. Nó giúp cho chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Tất nhiên là khi mà chúng ta làm việc tốt ở trên Illustrator thì bản thân chúng ta có thể tự mình tạo ra bất cứ cái gì chúng ta muốn, nếu như mà chúng ta đủ kiến thức là chúng ta có thể làm ra được. Tuy nhiên là trong cái quá trình thiết kế thì nếu như cái gì mà mình cũng phải tự tay vẽ ra cả thì nó cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Cho nên là cái việc tận dụng symbol để đưa vào trong bản thiết kế thay cho việc là chúng ta tự tay còn vẽ, nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Và cũng có người sẽ hỏi rằng là nếu mà ai cũng sử dụng symbol vậy thì cái bản thiết kế nó có bị giống nhau hay không? Thì tất nhiên nó sẽ có thứ giống nhau, nhưng mà các bạn hình dung là symbol nó chỉ là một phần nhỏ trong bản thiết kế thôi, chứ nó không phải là cái phần chính ở trong đó. Sự khác biệt nó sẽ tạo ra ở cái ý tưởng của mỗi người. Rồi thì có thể cùng lấy symbol nhưng mà người thì lấy cái này làm chủ, người lấy cái kia là phần phụ trợ, cho nên nó cũng khác nhau. Rồi bố cục sắp xếp như thế nào, màu sắc sắp xếp như thế nào, nó có rất nhiều yếu tố để mà tạo ra được cái sự khác biệt. Do đó thì cũng đừng có lăn tăn rằng là tôi cũng dùng symbol, anh cũng dùng symbol thì nó sẽ dẫn tới cái vấn đề giống nhau. Giống nhau chỉ ở một chi tiết nhỏ nhỏ đấy thôi, nó không làm thay đổi bản chất của một cái thiết kế. Thế thì bây giờ mọi người bảo vâng, thế thì sẽ lấy symbol ra làm, nhưng mà symbol ở đâu trong khi chúng ta chỉ có 6 cái như thế này? Thì cái thư viện symbol thực ra thì nó nhiều hơn rất là nhiều. Và đây, để tìm ra các thư viện symbol như thế hỗ trợ từ Illustrator, chúng ta sẽ tìm ở đây. Nhìn vào trên này thì có 6 cái, nhưng mở ở đây ra thì sẽ có rất nhiều. Các bạn sẽ tìm tới cái biểu tượng nằm dưới góc trái bên dưới của cái symbol panel, và khi nếu mà các bạn chọn vào nó sẽ có hiện lên cái tên là symbol library menu, sổ danh sách ra thì các bạn sẽ thấy vô cùng nhiều các thư viện khác nhau. Đây, bình thường nếu các bạn nhớ là chúng ta làm việc ở bên Photoshop thì các cái thư viện mà cung cấp thì nó cũng sẽ nằm đâu đó quãng như thế này xuống thôi. Đấy. Thế nhưng mà thư viện symbol ở đây thì các bạn thấy là nó chạy gần như là từ trên xuống dưới luôn, cực kỳ nhiều. Và bắt đầu bấm vào một thư viện nào đó thì nó sẽ mở ra một cái bảng con như thế này, và trong bảng con này nó sẽ cung cấp theo từng chủ đề. Ví dụ đây là cái bảng 3D symbol, nó cung cấp cho chúng ta những cái biểu tượng, những cái đối tượng mà được xây dựng lên theo cái hình thức là 3D, chính là những cái mà chúng ta vừa mới học buổi trước, đúng không? Người ta đã làm xong và bây giờ người ta đưa ra thành ra cái symbol thành thư viện như thế này. Và các bạn cũng có thể gọi ra rất nhiều thứ khác nữa, cũng bằng cách là bấm vào cái thư viện này để gọi riêng, hoặc có một cách đơn giản hơn là đừng mở quá nhiều. Các bạn hãy lấy cái mũi tên ở dưới đáy này bấm sang trái hoặc sang phải để các bạn chuyển sang cái symbol kế tiếp. Thì symbol thư viện thứ hai đó là các dạng mũi tên này, thứ ba là texture, các cái chất liệu này, celebration này,
những cái thứ mà thuộc về dạng biểu tượng dành cho lễ hội, rồi các cái hình hình học này, rồi các cái phương thức kết nối communication, và cách sử dụng thì rất là đơn giản đúng không? Chúng ta chỉ việc là nhấp chọn một cái symbol này và chúng ta kéo nó ra, chúng ta đặt nó vào trong cái bản thiết kế của mình, là chúng ta sẽ có được một cái đối tượng nào đó đã được vẽ tương đối, là không phải tương đối mà là đã hoàn thiện rồi, và chúng ta có thể dùng nó ngay lập tức, hoặc là chúng ta lấy ra và chúng ta sẽ tiến hành sửa đổi một ít ở trong đó để phù hợp hơn với lại cái nhu cầu của chúng ta. Thế thì về thư viện thì nó nhiều lắm, như các bạn thấy là ở đây chúng ta mở ra nó có đến cả chục thư viện, 20 thư viện khác nhau, do đó thì cái số lượng mà chúng ta có thể sử dụng cho từng cái nhu cầu nó là tương đối lớn. Đây ví dụ fashion này, cũng mũ cũng áo cũng 2 giây 3 giây, cũng ủng cũng sắc này đó, hay là các hoa văn họa tiết này, florist vector park, các cái hoa văn họa tiết hoa lá này, rồi bản thân hình hoa lá này. Đấy, chúng ta cũng thấy rất là nhiều ở đây. Tiếp đến nữa thì là các cái rim vector park, các cái vết mực, vết màu, vết sơn này. Đấy, rồi các cái dạng tóc tai, rồi thì râu ria, rồi các cái dạng đá quý này, các cái biểu tượng này, các biểu tượng hay dùng trong cuộc sống này, nhà cửa này, xe cộ, người ngựa. Rồi các cái bảng biểu biểu đồ cây phả hệ hoặc là sơ đồ hành chính này, các cái ribbon này, logo element, các thành phần mà hay sử dụng trong logo, cái logo hay làm logo này, các cái biểu tượng về khoa học này, rồi các biểu tượng hay dùng trên bản đồ này, các biểu tượng, các cái nút bấm hay dùng trên mobile hay là trên các thiết bị này, nature, tự nhiên này, cây cọ, ruồi, muỗi, ong, kiến, gián, vân vân này, rồi primitive, một số các cái biểu tượng mà nó thuộc về các cái văn hóa giống kiểu như là văn hóa thổ dân này. Đấy. Rồi các cái biểu tượng về kiểu như là các biểu tượng về 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 văn hóa cổ này. Đấy, ví dụ như là các cái biểu tượng của các cái quý tộc hay là các hiệp sĩ gì đấy này, các cái dòng họ này, rồi các cái biểu tượng về cái thiết kế theo phong cách retro. Riêng văn hóa Nhật có một cái là một riêng một thư viện về các kiểu sushi, văn hóa ẩm thực Nhật Bản này. Chúng ta có rất nhiều ở trong này, và các bạn sẽ thấy rằng là cứ mở ra theo cái danh sách này thì chúng ta có thể lôi ra, chúng ta lấy được ra rất là nhiều các cái symbol, và nó như là một cái thư viện cung cấp tài nguyên cho chúng ta. Tất nhiên là nhiều đến mấy thì nó cũng có giới hạn, và chúng ta cũng có thể là tìm kiếm tiếp như những gì mà chúng ta đã biết, tức là lấy thêm các symbol, tìm kiếm nếu biết cách thì chúng ta có thể lấy được ở trên mạng xuống dùng tiếp. Thế thì đây là cái cách để mà chúng ta tận dụng, chúng ta lấy cái tài nguyên từ, chúng ta lấy tài nguyên từ trong Illustrator cung cấp sẵn, đấy, các thư viện cung cấp sẵn. Thế thì lấy là một chuyện, và lấy dùng nguyên nếu như nó thực sự phù hợp, còn nếu mà nó chưa phù hợp thì chúng ta có thể là thay đổi hoặc là can thiệp vào nó hay không, thì chúng ta sẽ làm tiếp tới cái vấn đề thứ hai, đó là những cái tính chất của symbol.
cách sửa sửa đổi, vân vân. Thế thì trước hết là chúng ta sẽ hình dung như thế này, Simon nó luôn luôn có một cái mối liên hệ với lại cái thư viện mà lưu trữ của nó, và khi mà các bạn lôi ra các bạn sử dụng thì ok, nếu như các bạn dùng luôn thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu mà bây giờ các bạn muốn sửa đổi là một, các bạn nhân bản nó là hai, thì nó có vấn đề gì xảy ra? Thì cái mối liên quan giữa cái symbol mà chúng ta đang dùng với lại cái thư viện này là luôn luôn là có. Và khi mà ví dụ tôi nhân bản này, tôi làm vài cái nhân bản như thế này, thế nếu bây giờ tôi muốn sửa một cái thì có vấn đề gì không? Có, tại vì là chúng ta sửa đổi một cái thì nó sẽ tác động tới những cái còn lại đã được nhân bản ra. Điều này thì nó sẽ vừa lợi mà cũng vừa hại. Lợi nếu như mà chúng ta sử dụng nó mà có chủ đích và có một cái ý thức rõ ràng về cái việc sử dụng này, thì khi mà chúng ta thay đổi thì thay vì việc phải thay đổi tất tần tật những cái mà đã nhân bản ra, thì bây giờ chúng ta chỉ việc là sửa một cái để cho nó áp dụng sang tất cả những cái khác. Thế còn cái chỗ mà không hay lắm là đôi khi là tôi chỉ muốn sửa một cái thì nó lại cứ sửa hết. Đây, thế còn sửa thì sửa như thế nào? Chọn một symbol, đúng không? Thế bây giờ chúng ta ở trên sau khi chọn thì các bạn nhìn thấy ở trên thanh option nó sẽ xuất hiện hai cái nút lệnh. Một nút lệnh là edit symbol và một nút lệnh là break link. Thế bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hai cái nút này như thế nào? Edit symbol tức là chúng ta bấm vào đây để chúng ta chấp nhận rằng chúng ta can thiệp vào, chúng ta sửa chữa, chúng ta thay đổi cái symbol này, nội dung của symbol này. Thế còn breaklink là gì? Breaklink là chúng ta sẽ cắt đứt cái mối liên quan, mối liên hệ giữa cái symbol này đang được chọn này với lại cái symbol mẫu mà chúng ta đang sử dụng ở trong cái thư viện symbol này. Đây, tôi bấm vậy edit symbol này, nó sẽ đưa ra một cái bảng thoại, nó nhắc nhở rằng là tất cả những cái sự thay đổi ở trong symbol này nó sẽ được cập nhật vào trong cái thư viện symbol mẫu đấy. Nếu chấp nhận thì nhấp ok, và nó sẽ cho phép chúng ta truy cập sâu hơn vào trong cái symbol này. Bây giờ tôi chọn cái symbol và tôi sẽ tô một màu khác, nhưng các bạn thấy rằng là sau khi tôi tô thì nó không có đổi, nó vẫn không ra màu. Lý do thì rất là đơn giản là chúng ta đang làm việc với một cái symbol mà nó đang ở cái chế độ là grayscale, nó chỉ có các màu đen trắng thang độ xám thôi. Do đó nếu các bạn muốn gắn cho nó một cái màu thì các bạn cần phải chỉ định lại cho nó sang một cái hệ màu khác, ví dụ là CMYK chẳng hạn. Thì bây giờ sau khi mà chúng ta làm như này thì chúng ta đã xử lý được nó ra thành màu. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại thì các bạn thấy rằng tôi chỉ chỉnh có một cái symbol ở trên cùng góc bên trái thôi, nhưng mà nó đã tác động tới toàn bộ ba cái symbol nhân bản ở bên dưới. Và nếu như mà chúng ta mở lại cái cửa sổ, chúng ta mở lại cái cửa sổ của symbol ở đây, thì các bạn nhìn thấy là cái symbol mẫu mà chúng ta đã lôi ra chúng ta dùng ấy, thì nó cũng sẽ bị đổi màu đỏ giống như là cái bên ngoài này. Như vậy là cái mối liên hệ, cái link giữa cái symbol gốc ở trong cái thư viện với lại các symbol dùng bên ngoài này luôn luôn được duy trì. Thế thì khi mà chúng ta dùng thì cũng cần phải cân nhắc là có giữ cái mối liên quan này không, hay là chúng ta sẽ phải làm đi theo một cách khác. Thế nếu mà không làm theo cách này, tại vì là tôi muốn là sửa đổi và nó không có ảnh hưởng gì cả, thì tôi sẽ phải làm như thế nào? Thì tôi sẽ phải chọn cái nút thứ hai, không phải là edit symbol nữa, mà lúc này thì tôi sẽ xử lý là thành breaklink. Nếu tôi nhấp vào breaklink thì cái đối tượng này có còn được coi là symbol không? Không còn được coi là symbol nữa. Nó ngắt toàn bộ mọi liên quan liên hệ giữa nó và thư viện quản lý symbol. Và bây giờ nó chỉ được coi như là một cái đối tượng, một cái object bình thường. Và bây giờ thì tôi muốn tô màu thì cứ tô thôi, chả liên quan gì đến những thằng bên cạnh nữa. Đây, các bạn thấy là tôi tô màu thì chỉ có đối tượng này thay đổi màu, còn cái những đối tượng này thì không. Những đối tượng đen đen này thì các bạn vẫn nhìn thấy là nó được nhận diện là symbol.
À, tất nhiên là cũng không nhất thiết là lúc nào cũng phải nhấn vào Edit Symbol. Các bạn muốn chỉnh thì các bạn vẫn có quyền là nhấp bút vào đây. Và mọi bảng thoại nó vẫn hiện lên như thế. Nó chấp nhận rằng là chúng ta sẽ nhảy vào, chúng ta chỉnh sửa và nó sẽ đưa chúng ta vào trong cái chế độ gọi là cô lập để mà chui sâu vào trong Symbol để chúng ta chỉnh sửa bên nội dung bên trong đấy. Làm xong thì lại thoát ra ngoài như thế này. Thế thì nếu như mà thằng này sau khi mà đã break link thoát ra khỏi cái chế độ Symbol rồi thì bản thân nó có quay trở lại làm Symbol được không thì vẫn thế thôi. Bất cứ cái nào muốn làm Symbol thì các bạn cứ chọn nó và các bạn bấm vào biểu tượng trang giấy giống như chúng ta đã trao đổi với nhau ở trong cái phần 3D ấy. Thì là chúng ta cũng có thể là biến ngược lại bất cứ một cái đối tượng thông thường nào trở thành Symbol. Thế thì cách sử dụng Symbol thì nó cũng là đơn giản như thế thôi. Đấy, nhưng mà phải biết được là có tháo gỡ cái link giữa cái Symbol với lại cái thư viện mà quản lý nó hay không. Đấy, thì nó sẽ xuất phát thêm ra một cái, nó sẽ xuất hiện ra thêm một cái vấn đề đó nữa thì chúng ta cần phải nắm được. Thế đến đây thì đã hết vấn đề ở Symbol chưa? Thì chưa, chúng ta vẫn còn một đống công cụ chuyên trị để mà xử lý Symbol. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử nhé. Bây giờ tôi lại Symbol hóa lại cái này. Đây, tôi đặt tên cho nó là vết màu. Đó, rồi lưu nó vào. Thì bây giờ tôi lại có một cái Symbol ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc với lại một nhóm công cụ chuyên trị để xử lý các vấn đề liên quan đến Symbol. Đấy gọi là cái nhóm mà công cụ cho Symbol. Mà bắt đầu thì chúng ta luôn luôn phải làm việc với một cái công cụ nó gọi là công cụ Symbol Sprayer Tool. Sprayer thì các bạn là hình dung nó là cái gì nhỉ? Phun, sơn phun đấy. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái công cụ này, với công cụ này thì khi mà chúng ta sử dụng thì nó không phun ra màu giống như là chúng ta cầm hộp sơn xịt mà chúng ta phun đâu, mà nó sẽ phun ra các đối tượng là các Symbol. Và Symbol nào thì là do chúng ta, trước khi mà chúng ta dùng công cụ đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái Symbol ở trong thư viện để chúng ta chọn. Sau đó thì chúng ta sử dụng tới cái công cụ kia thì nó sẽ phun ra một loạt các Symbol giống như là chúng ta đang chọn. Thế bây giờ tôi chọn cái Symbol này đó. Sau đó thì tôi sẽ vào cái công cụ ở bên dưới này, nó gọi là công cụ Symbol Sprayer Tool, phím tắt của nó là Shift cộng S. Đây, và các bạn nhìn trong này chúng ta sẽ có vô cùng nhiều các công cụ chỉ liên quan tới các vấn đề làm việc trong nhóm Symbol thôi. Bây giờ bắt đầu nhé. Tôi chọn công cụ Symbol Sprayer Tool hoặc là tôi nhấn Shift cộng S. Bây giờ tôi sẽ phun ra này. Các bạn quan sát có cái gì ở đây ạ? Một loạt các Symbol được phun ra từ công cụ này và nó chính là cái mà tôi đang chọn ở đây. Thế bây giờ nó sẽ tạo ra cái gì? Nó sẽ tạo ra một cái dạng thức đối tượng rất là đặc biệt, nó gọi là Symbol Set. Đấy, nó gọi là Symbol Set, một nhóm Symbol. Và bây giờ sẽ đến cái vấn đề tiếp theo là chúng ta làm quen với nhóm công cụ bên dưới. Đầu tiên là công cụ Symbol Shifter Tool. Công cụ này thì nó cho phép chúng ta là bấm vào và chúng ta di dịch, chúng ta kéo một cái Symbol ở trong cái nhóm Symbol Set này sang một vị trí nào đó mà chúng ta muốn. Đó. Các bạn có thể bấm vào và các bạn lôi kéo, các bạn kéo cái Symbol đi sang một vị trí khác. Cái này thì cực kỳ đơn giản. Đấy, bấm chọn vào và kéo. Thế và trong cái phạm vi của cái đầu công cụ mà chúng ta đang sử dụng to nhỏ như thế này thì chúng ta có thể lôi kéo đi không phải là chỉ một mà vẫn có thể là dịch đi một hoặc hai hoặc ba cái Symbol nếu mà nó nằm ở trong phạm vi của cái đầu công cụ. Và lưu ý một chút là cái nhóm công cụ này thì nó sẽ có tính chất mạnh nhẹ khác nhau. Có nghĩa là đối tượng nào mà nằm ở gần tâm của cái công cụ, tức là cái Symbol nào ở trong nhóm này mà nằm ở gần tâm của cái công cụ
thì nó sẽ bị tác động mạnh hơn, rõ ràng hơn so với những cái đối tượng khác, những chim non khác mà nằm ở rìa. Thì cái này thì vô cùng đơn giản thôi, có nghĩa là tôi chỉ sử dụng nó để tôi lôi kéo, tôi dịch cái vị trí của cái chim non ở trong chim non set đấy thôi. Đấy là công cụ đầu tiên, là công cụ shifter. Công cụ thứ hai là công cụ symbol scruncher tool. Thì cái này nó sẽ làm cho chúng ta tức là nó cho phép chúng ta là kéo các cái symbol vào gần nhau hoặc là đẩy xa ra. Đây, khi tôi bấm vào cái công cụ này thì nó sẽ kéo các cái symbol về, thu dần về hướng tâm của cái công cụ của chúng ta. Nhưng ngược lại, nếu như mà tôi mà nhấn giữ phím Alt thì nó lại làm cái thao tác ngược lại, có nghĩa là nó đẩy xa cái công cụ, rời ra càng xa khỏi cái tâm của công cụ mà chúng ta đang dùng. Đây, quan sát lên trên này. Đây, bấm này, bấm này, đấy, các symbol đang bị đẩy dạt ra, xa ra khỏi cái điểm mà công cụ đang nhấp vào. Thế đấy là kéo gần hoặc là đẩy giãn các symbol ra. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái công cụ gọi là symbol size tool. Nghe tên thì rất là dễ hình dung, khi chúng ta bấm chọn cái này vào trong một symbol nào đó trong symbol set thì chúng ta sẽ phóng lớn cái kích thước của cái symbol được chúng ta kích chuột vào. Tất nhiên nếu như mà nó nằm ở một nhóm mà có nhiều symbol sát nhau chẳng hạn thì việc bấm như thế này thì nó sẽ làm cho nhiều cái đối tượng được phóng lớn lên. Nhưng mà tất nhiên sẽ có cái được phóng lớn lên nhiều, có cái phóng lớn lên ít, tùy thuộc vào cái tâm của cái công cụ này của chúng ta, nó nằm gần công cái symbol nào hơn. Và nó cũng gồm có hai chiều. Khi mà tôi bấm phím Alt thì cái tác động nó sẽ ngược lại, tức là sẽ có cái symbol nó bị thu nhỏ lại. Đây, đây các bạn quan sát vừa nãy là nó theo một chiều đúng không? Nó cùng một size rồi. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta thấy là có cái gần, có cái xa, có cái to, có cái nhỏ. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái công cụ gọi là symbol spine tool. Symbol spine tool này thì nó sẽ giúp chúng ta là gì ạ? Xoay đảo chiều của một cái symbol ở trong symbol set hoặc nhiều. Nếu như có nhiều đối tượng cùng nằm ở trong phạm vi của cái đầu công cụ này. Khi tôi trỏ vào trong một symbol và tôi kích chuột thì lúc đó các bạn sẽ nhìn thấy là nó xuất hiện một cái mũi tên xanh xanh nhỏ nhỏ nằm ở trong cái phạm vi của đầu công cụ. Nếu như tôi chỉ bấm lên một cái công cụ duy nhất, còn nếu mà tôi bấm lên một khu vực mà chạm tới nhiều symbol thì lúc này nó sẽ xuất hiện ra nhiều cái mũi tên khác nhau. Và khi mà tôi bấm chuột tôi gì thì mỗi một cái mũi tên xanh đại diện cho cái hướng xoay chuyển của cái symbol này, nó lại xoay ít hay nhiều cũng tùy thuộc vào cái vấn đề là nó nằm ở sát tâm hay là nằm ở sát biên của công cụ. Và như thế thì chúng ta có thể là thay đổi được cái góc độ của symbol trong cái bản thiết kế của mình. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một cái công cụ nó gọi là symbol styler tool. Công cụ symbol styler tool này thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề là Styler tool thì nó sẽ giúp chúng ta là đưa một cái màu mới vào, hay là đưa thêm màu vào trong một cái symbol. Đây là một cái công cụ mà tương đối là đặc biệt, tức là sử dụng nó thì chúng ta có thể là đưa thêm màu vào trong symbol mà nó có thể chấp nhận một cách dễ dàng. Trước đây nếu mà chúng ta muốn đụng tới một cái symbol là chúng ta phải hoặc là break link, tháo rời cái sự liên kết của nó với lại thư viện mẫu, hoặc là phải nhấp chọn cái lệnh là edit symbol để báo cho symbol biết là tôi muốn chỉnh sửa. Đấy. Thế nhưng bây giờ thì hoàn toàn rất là nhanh. Với cái công cụ này chúng ta chỉ cần là chọn một màu này và chúng ta khi kích vào trong symbol thì lập tức là cái màu đó sẽ được thêm dần vào trong cái symbol theo cái lượt kích của chúng ta. Đấy, nó nhuộm màu dần.
mà Simon thì vẫn là Simon, nó vẫn có đầy đủ các cái thuộc tính của cái Simon là gốc, mà nó nhưng mà nó chấp nhận gọi là được sơn phủ thêm hay là được đưa thêm màu vào. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem thử, chúng ta chọn lấy một cái màu nào đó để chúng ta đưa vào. Ví dụ đang là màu xanh này, bây giờ tôi chọn cái màu đỏ nhé, lên trên cái hộp này và tôi chọn cái Simon Styler Tool. Trường hợp này đang có một cái gì đó không chuẩn lắm nhỉ, để tôi thử một cái Simon khác xem nào. Này, lấy thử cái hoa này, Sprayer này. Ok rồi, và bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm cái chế độ Steiner. Đấy, màu vàng này. Phiên bản CC này hình như đang bị lỗi cái chế độ này rồi. Mọi người làm thử dưới máy mình xem nào. Đây này, đầu tiên các bạn chọn lấy cho tôi một cái Simon bất kỳ ở trong cái thư viện của các bạn. Sử dụng cái công cụ Simon Sprayer Tool này, các bạn kéo một đường cho tôi, tạo ra thành cái Simon set. Sau đó thì lấy một cái màu, lấy một màu mới, và sau đó thì chuyển sang cái công cụ Simon Sprayer Tool này, kéo thử giúp tôi xem dưới máy các bạn xem nó có bị lỗi giống như này không. Nó có nhuộm được màu thêm vào không? Có. Ok, vậy là máy của tôi đang có vấn đề. Và đây các bạn sẽ nhìn thấy là nó nhuộm được màu vào, đúng không? Simon vẫn là Simon, nhưng mà nó sẽ nhuộm thêm màu vào mà không cần thêm bất cứ một cái lệnh Edit Simon hoặc là Breaking nào, mà vẫn có thể đưa thêm màu. Còn trong trường hợp các bạn muốn rút bớt cái màu ra thì các bạn sẽ lại nhấn an và các bạn kích vào cái Simon mà các bạn muốn rút bớt màu ra. Đấy, thì nó sẽ nhạt dần cho tới khi nào nó quay trở về cái định dạng gốc của Simon, tức là không có thêm những cái màu đó. Thế đấy là cái công cụ là Simon Styler Tool. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp nữa tới một cái dạng thức nữa là Simon Screener Tool. Simon Screener Tool thì nó làm cái gì? Simon Screener Tool thì nó làm trong cái Simon ở trong Simon Set. Bấm vào cái nào thì nó sẽ trong đi. Các bạn đừng có nghĩ rằng là nó giống như cái chúng ta vừa nói nhé. Cái vừa nói là thêm màu, các bạn sẽ cho rằng đây là nền trắng và chúng ta cho thêm màu trắng vào, thì không phải. Đây, tôi có thể là vẽ ra thêm một cái màu như thế này, và tôi đưa nó xuống dưới, Ctrl Shift, và làm sao đây ạ? Mở ngoặc vuông đúng không? Hạ cái màu nền này xuống. Và trong trường hợp nếu như mà tôi sử dụng cái công cụ Simon Screener, nếu mà đúng là tô màu trắng vào thì chúng ta sẽ lại thấy được cái hoa này có sắc trắng trên cái nền vàng. Nhưng nếu tôi kích thêm vài cái nữa thì các bạn thấy rằng là nó mờ luôn, không còn nhìn thấy gì nữa. Đấy là trong tác động đến opacity đó. Và nếu khắc phục lại thì chúng ta lại nhấn an và chúng ta kích trả lại vào cái khu vực mà chứa cái đối tượng đã từng được sử dụng cái screener này, thì nó sẽ lại giảm độ trong dần và nó trở lại hiển thị đầy đủ. Thì đấy là screener. Thế và cái cuối cùng ở trong nhóm này thì nó có tên là Simon Styler Tool. Styler tức là nó gán thêm một cái style vào trong cái đối tượng này. Style thì các bạn hình dung nó giống như là cái style ở bên Photoshop hoặc là cái layer style ấy. Đấy, tức là nó sẽ gán thêm các hiệu ứng vào trong đó. Và tất nhiên là nó cũng sẽ không có bắt chúng ta phải edit hay thêm bất cứ cái gì cả, mà nó gán luôn thêm style. Đây, ví dụ để mở cửa sổ style ra để tìm lấy một cái nhé, thì chúng ta sẽ vào trong Windows này. Trong Windows thì các bạn tìm tới cái Graphic Style Shift F5. Thì trong cửa sổ này nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số các cái style khác nhau, ví dụ như là mẫu tô, ví dụ như là độ trong đục, ví dụ như là nhiều cái. Đây cũng là một cái dạng mà tài nguyên cho sẵn của Illustrator.
Bấm vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy các cái style khác nhau hay là các hiệu ứng khác nhau, 3D này hay là button and roll over này, illuminate style này, image effect vân vân. Có rất là nhiều các cái style khác nhau, các bạn có thể chọn lấy một một style. Ví dụ tôi chọn thử cái image effect xem là nó có cái gì. Thế bây giờ tôi chọn lấy một một cái hiệu ứng, một cái style đây, và sau đó thì tôi có thể là chọn symbol styler. Khi mà tôi chọn symbol styler này thì tôi sẽ style graphic style panel first này, lấy thử một cái đi. Đấy, ví dụ các bạn nhìn thấy là tôi đang dán thêm một cái style ở trong cái cửa sổ style này vào trong cái symbol đang vốn có đấy, và nhấn an thì tôi có thể là lại loại bỏ dần cái style vừa mới đưa vào. Thế thì cách thức sử dụng thì nó đơn giản là thế thôi. Chúng ta như vậy là vừa rồi vừa mới giới thiệu nhanh một vòng là cái nhóm công cụ dành cho Simon. Thế nhưng mà có những cái option nào, có những cái gì mà chúng ta cần phải lưu ý ngoài cái việc là di hay kéo hay là bấm, thì các bạn lưu ý thêm một chút như thế này. Thứ nhất là cái công cụ gốc đầu tiên ở trong nhóm này, Simon Sprayer Tool, thì cái này nó sẽ phụ thuộc một chút vào cái vấn đề là chúng ta bấm chuột lâu hay mau, chúng ta kéo di tay nhanh hay chậm. Đấy, khi mà tôi sử dụng cái này mà tôi bấm này, bấm lâu thì nó ra nhiều, thứ nhất là như thế, bấm nhanh thì nó ra ít, bấm cái thả luôn thì nó chỉ ra một bông hoa thôi, ví dụ như thế, còn bấm lâu thì ra một đống như này. Thế còn ngay kể cả cái số lượng rồi cái độ phân bổ chẳng hạn, thì cái việc mà chúng ta kéo tay thật nhanh như thế này thì cái mật độ của các cái symbol xuất hiện ở trong symbol set nó sẽ thưa ra. Đấy, nó cũng mô phỏng rất là giống trong cái quá trình mà chúng ta tô vẽ thôi. Cầm một cái bình xịt này chúng ta bấm thật lâu thì sơn ra nhiều, cầm một cái bình xịt này mà chúng ta liêu một nhát thật nhanh thì mọi thứ nó đều loãng ra chứ nó không có phủ kín nhiều. Thì đấy chính là cái quá trình mà nó mô phỏng lại cái thao tác mà chúng ta làm trong tự nhiên thôi. Thế và có các cái option khác nữa, ví dụ như là các bạn nhấp đúp vào trong công cụ này thì nó sẽ mở ra một cái hộp thoại đấy, nó gọi là Symbol List Tool Option. Thì trong này có rất là nhiều các cái tham số khác nhau để cho các bạn can thiệp, và các bạn cũng sẽ thấy rằng là toàn bộ các công cụ mà chúng ta vừa nói nó được liệt kê ở đây. Các bạn muốn can thiệp vào công cụ nào thì các bạn bấm chọn vào công cụ đó và nó sẽ đưa ra các option để cho các bạn điều chỉnh. Đấy, và phần lớn thì ở đây nó sẽ có những cái Symbol Set Density hay là Intensity và Diameter. Đấy là những cái tham số mà hầu như là nó đều xuất hiện ở trong cái trong 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 các option của các cái công cụ này. Độ lớn của cái công cụ này, độ mật độ phủ dày như thế nào này, rồi cái khoảng cách giữa các cái symbol khác nhau vân vân, thì đấy là những thứ mà nó sẽ giúp cho các bạn thay đổi cái thao tác, thay đổi cái kết quả khi mà các bạn sử dụng cái symbol set này. Thế thì quay trở lại về cái mục tiêu đấy, thì symbol set nó giúp các bạn làm cái gì? Tại sao lại sinh ra cái symbol set? Có những trường hợp thì các bạn thấy là chúng ta vẽ lui cui, chúng ta vẽ ra một đối tượng nào đấy và chúng ta sử dụng nó, nhưng cũng có những cái trường hợp mà chúng ta cần tới một một đám rất là nhiều các đối tượng chẳng tôi lấy ví dụ như là vẽ một ngôi nhà, ok, thì chúng ta ngồi vẽ một ngôi nhà, vẽ một con người thì chúng ta cũng vẽ ra một con người, vẽ ra bất cứ một cái gì đó, nhưng chúng ta cần, khi mà chúng ta cần xử lý một đám thì như thế nào đó, chúng ta cần xử lý một đám thì chúng ta sẽ làm như thế nào, lúc đấy nó lại là một vấn đề rất là lớn. Chẳng hạn như là một bầy cá, chúng ta vẽ một minh họa, chúng ta làm cái gì đó, một bầy cá, một thảm cỏ, hay là một cái gì đó mà chúng ta mô tả phải mùa thu chẳng hạn, một trời bay đầy lá cây đấy. Hay là vẽ một đám đông, ví dụ như thế.
Tất nhiên là đám đông ở đây cũng mang tính là biểu tượng thôi. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng có thể ngồi vẽ được không? Về mặt nguyên tắc là không có gì không vẽ được cả. Nhưng mà thứ nhất là sẽ mất rất nhiều thời giờ. Thứ hai nữa là cái sự gọi là tùy biến nó cũng lấy của chúng ta rất rất nhiều thời gian và công sức. Ví dụ lá cây trong Simon có không? Có. Đây, nào chúng ta cùng tìm lại một tí xem là nó có những cái lá cây gì ở trong Simon. Đây, ví dụ tôi lấy ra đây một cái thư viện này có mấy cái lá cây, đúng không? Tôi có từng này cái mẫu lá cây. Có dùng được không? Chắc là cũng dùng được. Đây, ví dụ thằng này cái. Thế bây giờ tôi muốn vẽ ra một cái gì đó mà lá cây bay đầy ra. Đó. Thì mọi người bảo thế thì lấy các lá này ra đi, đúng không? Lấy các lá này ra đi và làm cho nó to rồi nó nhỏ, rồi thay đổi màu sắc một tí, rồi sắp xếp lại hướng, sắp xếp lại góc một tí. Thế nhưng các bạn hãy hình dung ra cái việc như thế thì tức là các bạn muốn vẽ ra độ khoảng 100 cái lá hay là 20 cái lá để các bạn đặt vào trong trong cái thiết kế của mình, thì các bạn sẽ phải can thiệp đủ cả vào 20 hay 100 cái lá đó. Mỗi cái điều khiển một tí, cái thì phóng to ra, cái thì thu nhỏ lại, cái thì xoay góc, cái thì sửa màu, đấy, vân vân. Cái thì làm cho nó mờ bớt đi để thể hiện rằng là nó ở xa, cái thì làm cho nó căng lên để thể hiện là nó ở gần. Như thế có nghĩa là chúng ta sẽ phải làm việc chi tiết với từng cái đối tượng lá cây ở trong cái bản thiết kế của mình. Nhưng nếu như các bạn xử lý nó ở trong góc độ nhìn nó như là một Simon set thì hoàn toàn khác. Tôi sẽ có được một thao tác thuận tiện hơn nhiều với lại cái thao tác làm Simon set. Ví dụ tôi có thể sắp xếp một cái đám như thế này. Với cái đám này tôi sẽ chọn và tôi biến cái này thành một Simon sau khi tôi lựa tất cả các lá như thế này chẳng hạn. Đây. Ví dụ đây là symbol của tôi. Và bây giờ bằng cách là dùng cái symbol như thế này thì tôi hoàn toàn có thể dùng cái nhóm symbol sprayer tool. Tôi vẽ ra một series như này, vậy là tôi đã có được nhiều lá hơn. Thứ nhất là nhiều lá tôi tạo ra ngay trong một lúc. Thứ hai nữa là với các nhóm công cụ này thì tôi sẽ điều chỉnh nó một cách rất là tự nhiên. Cái này lên, cái này xuống, cái này sang, cái này kia. Tôi sẽ phối trộn và tôi làm cho mọi thứ nó trở nên trông nó tự nhiên hơn. Đó, trông nó tự nhiên hơn. Sau đấy thì tiếp tục tôi sẽ lại sử dụng các cái nhóm còn lại. Ví dụ như là quay chẳng hạn. Đó, tôi sẽ làm cho cái quay lên, cái quay xuống, cái quay ngang, cái quay dọc. Mọi thứ bắt đầu nó sẽ trở nên tóe tung hơn, trông có vẻ như là không quy tắc nữa. Đấy, rồi cái to cái nhỏ chẳng hạn, gần hay xa. Đây, cái này tôi làm cho nó to lên, cái kia tôi làm cho nó nhỏ xuống. Thế là bắt đầu tôi sẽ thấy rằng là mọi thứ nó có vẻ là ngẫu nhiên hơn rất là nhiều, tự nhiên hơn rất là nhiều. Rồi rồi tiếp nữa thì chúng ta có thể là sử dụng những cái công cụ như vừa nãy chúng ta vừa mới nói đấy, đúng không? Steiner tool hay screener để tôi có thể là thay màu cho những cái lá. Những cái lá có thể là tôi sẽ làm cho nó xanh hơn một tí, có lá thì úa vàng nhiều hơn một tí, có lá thì trong hơn một tí và mờ để cho chúng ta có cảm giác là nó xa. Có một số cái thì chúng ta lại để nguyên vẹn để cho nó gần chúng ta, để cho cảm giác là gần. Thế thì với một cách thức làm để mà xử lý làm một nhóm đông, một đám đông, thì cái cách thức mà làm việc bằng cái Simon với lại cái nhóm công cụ để tạo ra Simon set này thì nó đem lại hiệu quả nhanh và mạnh hơn nhiều so với việc là chúng ta nhặt từng cái, xoay từng cái. Mà kể cả trong cái trường hợp mà các bạn đang dùng cái này và các bạn cảm thấy là nó vẫn chưa được
thực sự là hài lòng lắm. Thì với cái việc mà sử dụng Simon Sát này, riêng cái việc đó nó đã giúp cho các bạn tốn ít thời gian hơn rất nhiều, bằng cách là đưa một Simon Sát này, tôi có thể vứt vào đây 100-200 cái lá cây cực kỳ nhanh. Nhưng mà nếu như chúng ta nhặt nhạnh và chúng ta làm việc với lại một cái Simon thông thường để thả vào các thứ, thì riêng cái việc để đủ một cái số lượng như thế nó đã là chiếm rất là nhiều thời gian rồi. Đấy. Thì cái nhóm Simon Sát này chính thức là nó sẽ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề là xử lý trên diện đông. Đấy. Một rừng cây, một trời lá, hay kể cả trong các cái trường hợp ví dụ như một vụ nổ chẳng hạn. Đấy, mọi thứ mảnh nước nó bắn tóe tung ra thì những cái mảnh đó chúng ta cũng sẽ dùng ở cái dạng như thế này, đúng không? Hay là giải một trận mưa tiền, một trận mưa tim bay đầy trời, tất cả những cái gì mà mang tính số nhiều đấy, thì là các bạn sẽ sử dụng, các bạn sẽ xử lý nó bằng cái nhóm công cụ gọi là để tạo Simon Set này. À, thì như thế thì hôm nay là chúng ta sẽ nói thêm một phần về Simon, còn cách tạo mọi người đã biết rồi đó. Đấy, thì chúng ta nói nó kỹ hơn một tí là cái vấn đề chỉnh sửa như thế nào, cắt đứt link hoặc là duy trì link như thế nào, và giới thiệu thêm một cái nhóm công cụ chuyên để làm việc với lại cái Simon.